Cô gái và cụ nhiều lần trên đường đi làm, đó là những lúc cụ dắt chiếc xe đạp, rề rề từng bước chậm rãi, nhọc nhằn dọc theo đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh đi kiếm ve chai. Có hôm đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư cầu Vượt, Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, tôi thấy bà cụ với chiếc xe đạp quen thuộc, chất lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt qua biển người ở vòng xoay ngã năm. Giữa dòng xe xuôi ngược hối hả, cụ cứ bình thản dắt xe đi như thể xung quanh không có ai. Một hồi rồi cụ cũng qua được cái vòng xoay đông nghẹt người giữa trưa nắng đổ. Trưa nay tôi lại thấy bà cụ ve chai, vẫn cái dáng nhỏ bé, cái lưng còng còng, bên chiếc xe cũ kỹ liêu xiêu, gần như chỉ thấy xe mà không thấy người. Đang rảnh nên tôi cũng quẹo xe lên vỉa hè, đợi bà cụ đi ngang qua. Bà cụ nói giọng Bắc, có gương mặt hiền hậu, hàm răng vẫn còn đều như hạt bắp, dáng cong, bàn chân dấu chỉ. Khi tôi hỏi tuổi, cụ nói, cô đoán đi, 80 rồi đấy. Rồi cụ lại cười cười. Cụ kể, nhà cụ ngay ở Gò Vấp, cụ đang ở cùng mẹ con, người con gái, nghèo quá, chồng nó bỏ đi lâu rồi. Giờ gia đình cụ vẫn nghèo, cả mấy mẹ con, bà cháu đều mưu sinh bằng nghề ve chai. 80 tuổi rồi, cũng gắng gượng, làm được ngày nào hay ngày ấy, ai cũng nghèo, đâu có ai nuôi nổi ai, cụ nói thế. Hỏi tên thì cụ trả lời, người ta gọi tôi là bà ve chai, riết rồi tên tôi thành bà ve chai luôn, rồi lại cười cười. Tôi gửi tặng cụ ít tiền, cụ cười cảm ơn. Tiền cô cho, tôi sẽ mua 2 cây áo, áo của tôi đã rách hết rồi. Lúc này tôi mới quan sát kỹ, chiếc áo cụ mặc đúng là nó đã rách te tua, sờn cũ mỏng manh. Áo cũ đến nỗi có cảm giác chỉ cần khều nhẹ một cái là vải sợi sẽ bục ra hết. Bà ve chai nói, mỗi ngày đều dắt xe đi lượm ve chai cũng kiếm được vài chục ngàn. Đa phần là người dân xung quanh mang cho cụ, cũng có vài thứ lượm trong thùng rác để ven đường. Bà cụ lại đẩy chiếc xe cũng là chiếc gậy chống lưng, đi rề rề bên đường. Tôi nhìn thấy nhiều người dân mang ve chai ra, cẩn thận cột lên xe cho cụ. Đó là những hình ảnh thật mát mẻ giữa trưa nắng gắt. Cuộc sống mà, ai cũng phải mưu sinh, sự mưu sinh bằng chính sức lao động của mình. Dù sức ấy chỉ còn rất mỏng manh, cũng đều đáng trân quý, kính trọng. Nhưng cái dáng cụ bà tuổi gần đất xa trời, còng lưng liêu xiêu kiếm sống, giữa trưa Sài Gòn nắng gắt ấy, ai nhìn mà chẳng thấy cay mắt, chạnh lòng. Tâm sự người thứ ba, ai bảo yêu đàn ông có vợ là vui sướng? Lâu nay, người ta vẫn thường lấy những điều xấu xa và cay nghiệt nhất dành cho người thứ ba, người chen vào tổ ấm, hạnh phúc của người khác. Nhưng người thứ ba cũng có những tâm sự buồn, giấu kín. Đã có ai từng đặt vào vị trí của họ để hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của họ chưa? Đã là phụ nữ, sinh ra sướng hay khổ đều là do mình chọn, thế nên không thể tự trách ai được. Cuộc sống của tôi cứ ngày vẫn thế trôi qua, ngày bù đầu vào công việc, cười nói liên tục, đêm đến là khoảng thời gian chìm dài trong nước mắt và sự đau đớn. Tôi thường hay đọc báo, thấy người ta đưa ra những lời cay nghiệt dành cho những người thứ ba. Đọc rồi, mình vẫn khóc, nhưng vẫn cứ đọc, chẳng hiểu làm gì, chỉ để thêm đau, thêm buồn cho số phận của mình. Tôi cũng thường hay một mình thở dài và tiếc nuối. Giá như 4 năm trước tôi không chọn vào làm công ty này, không quen biết anh, một người đàn ông đã có vợ và 2 con, chắc hẳn anh sẽ là người chồng, người cha tốt, sống hạnh phúc, yên ấm bên gia đình. Tôi vẫn tin rằng chắc đó là do duyên số của cả hai, nhưng em cũng đủ tỉnh táo để biết vận mệnh do mình quyết định và ấy thế. Nhưng sao em không tỉnh táo khi gặp anh? Ra trường 1 năm, tôi đã có chút kinh nghiệm và bằng cấp, nên tôi thi đỗ vào một công ty nước ngoài và ngân hàng cổ phần trong thành phố. Ấy thế nhưng, run rượi thế nào em lại chọn vào công ty anh? Cả công ty tôi là người trẻ nhất, ai cũng đã lập gia đình và có con, ai cũng bình thường như mọi người, chỉ khác ở tính tình phóng khoáng, hay cười và rất hợp tính nên tôi cả hai dễ dàng trò chuyện và cười nói rất hợp với nhau. Lúc đó tôi cũng đã có người yêu rồi. Người yêu tôi hơn tôi 2 tuổi, tài năng, công việc nhà nước ổn định và kha khá, cao ráo, điển trai và lại rất yêu chiều tôi. Ai quen biết cũng cho bọn tôi là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Ấy thế nhưng duyên trời định hay do tôi mà không phải sợ số phận,
Mới vào làm, anh không nói gì, không tỏ thái độ gì với tôi và vẫn anh em khi tiệc tùng. Tôi chỉ nhớ sinh nhật tôi năm đó, công ty tổ chức, anh xuất hiện với đóa hoa hồng nhung to đùng và uống nhiều hơn bình thường. Cuối bữa tiệc, có men trong người, anh chỉ nói đúng mấy từ, em là khắc tinh của đời anh, rồi xỉu xuống. Tối đó, về nhà, tôi cứ nằm suy nghĩ mãi về câu nói đó, tôi có làm gì sai hay thế nào mà lại là khắc tinh của anh. Sau đó, tôi để ý đến hơn anh, và cách anh nhìn tôi thật lạ, lối làm việc nhanh nhẹn và quyết đoán, thông minh đúng mẫu đàn ông tôi từng mơ ước. Lúc thẫn thơ đó, tôi cũng đủ nhận ra rằng anh đang là một người chồng, người cha của hai đứa nhỏ. Cố gượng ép mừng, đừng suy nghĩ đến anh, thế nhưng anh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn tôi thật lạ lùng. Có một hôm, một anh trong công ty say xỉn tìm đến quậy phá, tay cầm mảnh chai đòi gặp tôi. Tôi chống cự trông yếu ớt khi không ai dám lại gần. Lúc đó, chính anh ấy chứ không phải ai khác xuất hiện ôm lấy tôi và bị thương. Lúc đó tôi nhận ra lý trí mình không chiến thắng nổi cảm xúc rồi. Tôi nói lời chia tay với người yêu lúc đó và sống trong dằn vặt một thời gian dài. Tôi không muốn làm khổ anh khi mình không còn tình cảm và không còn nghĩ về anh nữa. Thà tôi cô đơn và bị nguyền rủa, nhưng mặc kệ, sống thật tâm với tim của mình là được. Tết năm đó, tôi cũng uống nhiều lắm, nhưng không đủ say, đủ để nhận ra rằng mình đang đánh mất một người rất yêu thương mình. Nhìn những bài hát buồn của anh trên Facebook, bạn bè hỏi thăm khuyên bảo, tôi càng chạnh lòng và dằn vặt. Thế nhưng, ai hỏi tôi cũng đáp rằng, lỗi là tại tôi không còn tình cảm nữa nên chia tay thôi. Tối năm đó, tôi gặp lại anh, cả hai chuyện trò, anh hỏi tôi có phải đã chia tay người ấy hay sao mà dạo này không còn thấy đón đưa nữa. Có phải vì anh hay không? Tôi đã khóc, anh cũng khóc và hai người lại bảo, em là khắc tinh của đời anh. Từ đó, cuộc tình tội lỗi này bắt đầu và tâm sự buồn này của tôi cũng đã bắt đầu. Đã nhiều lần, tôi khốn khổ muốn chia tay, từng bỏ làm và tắt máy không liên lạc. Nhưng anh lại tìm đến chỗ ở và khóc cầu xin tôi đi làm trở lại. Tôi lại đi làm và tỏ lỗi, tiếp tục tỏ lỗi. Sau đó, khoảng nửa năm, chuyện vỡ lở, cả công ty và gia đình anh biết chuyện, cả công ty mình nhìn tôi bằng đôi mắt khác, ánh mắt soi xét, khinh thường, có cả những lời bàn tán sau lưng. Gia đình của anh, cả hai bên nội ngoại, phản đối gay gắt và vợ anh đòi phải sống ly thân. Tôi quá đau khổ và chia tay lần thứ hai. Thời gian đó, đi làm, tôi và anh cố tỏ vẻ bình thường như cả hai là đồng nghiệp và chưa có gì xảy ra. Tôi vẫn thế, như cô gái mới vào công ty làm như hai năm trước, chỉ khác là ngày tôi đến là nhậu triền miên. Tôi buông thả và trượt dài theo cuộc nhậu. 3 tháng sau, tôi nhập viện vì kiệt sức. Anh lại vào viện thăm tôi và khóc cầu xin đừng buông mình như thế nữa, đừng hành hạ anh cách đó, vậy là chúng tôi lại quay về. Bất chấp cuộc tỏ tình, tỏ lỗi và cuốn vào nhau, tôi biết anh rất mực yêu thương các con và không thể nào rời xa chúng. Tôi cũng không tranh giành với anh và vợ của anh. Hầu như hiếm khi tôi và anh bên nhau, không cà phê, không liên lạc điện thoại, hiếm khi gặp riêng. Thỉnh thoảng, vợ anh khoe ảnh trên Facebook gia đình. Tôi cũng ghen, cũng buồn nhưng phải cam chịu. Chỉ thầm nghĩ, vậy là họ đã hết giận và quay lại về bên nhau rồi. Tôi cũng vui vì anh đã được yên ổn, và có như thế tôi có thể yêu anh đến vậy. Thế nhưng lúc đó tôi mới nghĩ, vậy tôi đang là ai và đang là gì? Bạn bè vẫn khuyên bảo nên rời bỏ anh và quay về với người yêu cũ. Anh vẫn đang chờ và mong tôi quay về, nhưng tôi đâu làm được, tôi không phải hẹn con gái đó. Nhiều lúc tôi nghĩ mình đã thương một người quá trách nhiệm với gia đình, anh yêu con hơn mọi thứ trên đời. Tôi cũng không muốn bỏ anh, gia đình mình. Nếu vậy, anh cũng chỉ là một gã đàn ông tồi tệ như bao gã đàn ông khác. Cứ vậy, tôi lại lấy dao đâm vào tim mình, tự tước đi cơ hội được cười nói, hạnh phúc bên tổ ấm,
gia đình như bao phụ nữ khác. Tôi không thể trách cứ bất kỳ ai vì tất cả là do tôi và tự lựa chọn của tôi. Anh cũng không hứa hẹn và lời ong bướm, anh chỉ tận tình chỉ bảo từng công việc hướng đi, chỉ cho tôi con người phải không ngừng vươn lên nhớ mãi. Và thế này, anh có bên cạnh thì vẫn có cuộc sống, sự nghiệp của riêng mình. Cứ như vậy, 4 năm trôi qua, 4 năm tôi sống với tình cảm riêng của mình. Ai trách móc người thứ ba rằng họ là những con hồ ly xinh đẹp, giỏi quyến rũ đàn ông? Không, tôi không có những thứ đó, tôi không cần tiền của anh, tôi cũng không rành rọt và chuyện trò thô lỗ như người đàn ông. Ai bảo người thứ ba hạnh phúc, sung sướng? Chẳng có một chỉ một mình cảm nhận, một mình vui, một mình buồn và một mình khóc mà thôi.